Xin chào, kính chào quý bà con, quý chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua thành giới thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng và mũi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật thành giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả một số là nông sản khác trên kênh như giá mít Thái, giá nhãn. Kính thưa quý bà con, quý chị các bạn, thì thành giá thanh long hôm nay thì có biến động nhẹ so với ngày hôm qua. Tạm thời thì mình sẽ cập nhật giá thanh long vào buổi sáng, nếu như buổi trưa buổi chiều có thay đổi thì mình sẽ làm thêm. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây hiện nay thì lô 1 dao động ở mức từ 29-30, lô 2 dao động từ 25.000, lô 3 là 20, còn lô 4 dao động ở mức từ 15.000. Thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây hiện nay thì hàng dạt dao động ở mức từ 8.000 đến 9.000 đồng một ký. Đây là giá tại khu vực miền Tây. Thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, đây là giá thương lái thu mua tại vựa nhé bà con, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền Tây, thanh long ruột trắng trong thời gian khoảng một vài ngày trở lại đây thì nhìn chung là giá tương đối ổn định. Thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây hiện nay thì lô 1 dao động hàng đẹp dao động ở mức từ 17.000 đến 18.000, hàng sàn dao động từ 15.000 đến 16.000. Hàng dạt của thanh long ruột trắng hiện nay thì dao động ở mức từ 7.000. Giá tại khu vực miền Tây. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì bò đẹp dao động ở mức từ 15.000, 16.000, 17.000, bò sàn thì 13.000, 14.000, 15.000. Hàng dạt của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì cũng đang động giá động từ 7.000. Đây là giá thương lái thu mua tại giữa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì lô 1 dao động từ 28 đến 29.000, lô 2 dao động ở mức từ 24 đến 25.000, còn lô 3 dao động ở mức từ 19 đến 20. Đây là hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì hàng dạt dao động ở mức từ 8.000 đến 9.000, giá tại khu vực Bình Thuận. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vườn mà giá chênh lệch lên xuống.